Hoàng Pháp và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Như thường lệ, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Tiếp theo là bản tin chuyển đổi số. Mục điểm báo. Và điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức do biên tập viên Hoàng Pháp giới thiệu. Xin mời Hoàng Pháp. Cảm ơn biên tập viên Khánh Hằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành công văn số 5497 về lãnh đạo phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Theo đó, Thường trực tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành địa phương liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi theo đúng quy chế, quy định, hướng dẫn của bộ ngành trung ương. Quan tâm rà soát các mặt công tác, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tham dự kỳ thi thuận lợi, đầy đủ và an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp và thông tin định hướng tuyển sinh về nhu cầu nhân lực. Đối với các ngành lĩnh vực, tỉnh tập trung ưu tiên phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 2518 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, phát triển công nghệ sinh học thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đóng góp ít nhất 7% vào GRDP của tỉnh, thu hút được ít nhất một doanh nghiệp công nghệ sinh học đầu tư trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phù hợp, khả thi về huy động nguồn lực phục vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị cao trong một số lĩnh vực tiềm năng, lợi thế ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường. Ưu tiên đầu tư kinh phí cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học đối với vùng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, miền núi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận đề xuất bố trí 9,3 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa các công trình cấp thiết tại cảng cá Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Theo đó, các công trình được đề xuất đầu tư nâng cấp sửa chữa gồm hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải, nâng cấp cầu cảng, đường nội bộ, lắp đặt mái che. Riêng hạng mục nạo vét tuyến luồng, vũng đậu tàu và khu neo đậu tránh trú bão được triển khai theo hình thức xã hội hóa và hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công trong năm nay. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất đưa cảng cá Đông Hải vào danh mục dự án chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn kế hoạch trung hạn 2026-2030 với tổng kinh phí 204 tỷ đồng. Thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít chủ tàu, thuyền trưởng chưa thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản. Để khắc phục tình trạng này, các trạm kiểm soát biên phòng đã lắp đặt camera giám sát hoạt động ra vào cửa biển của tàu thuyền và ngư dân nhằm xử lý chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. Đây là camera được lắp đặt để giám sát tàu thuyền, ngư dân ra vào tại biển Sa Huỳnh. Hình ảnh được ghi lại sẽ là cơ sở giúp cơ quan chức năng xác minh xử lý, chấn chỉnh những trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm quy định IUU. Chiếu lên trên TV trực tiếp là giám sát và có thể nhớ để lưu trữ. Ví dụ như trong quá trình phục vụ điều tra xác minh xử lý thì chúng ta sẽ trích xuất lại cái hình ảnh đó. Rồi cái quá trình ra vào của phương tiện này đó để phục vụ cho quá trình điều tra xác minh và xử lý. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tàu cá ra vào cửa biển nhằm nâng cao khả năng phát hiện và xử lý triệt để những hành vi khai thác, thu mua hải sản không có nguồn gốc. Cùng với biện pháp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng tăng cường phổ biến pháp luật cho ngư dân để thay đổi nhận thức và hành động trong quá trình khai thác thủy sản. Tuyên truyền để cho người dân người ta hiểu được là cái việc phòng chống khai thác IUU là cái gì để cho người ta mới chấp hành. Còn đối với những cái trường hợp biết mà vi phạm thì phải kiên quyết xử lý triệt để. Hiệu quả từ camera giám sát và các biện pháp kiểm tra, kiểm soát mang lại đã kéo giảm tỷ lệ tàu cá vi phạm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu ở Quảng Ngãi xuống mức thấp nhất. Tỷ lệ tàu thuyền hoạt động nghề cá đúng luật thủy sản ngày càng nâng lên. Thu nhập nghề biển của ngư dân được cải thiện đáng kể.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa 10 đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án di dân tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn, xã Phước Kháng và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Bắc làm chủ đầu tư. Đến nay, hạ tầng tại dự án di dân tái định cư đã thi công đạt 50% khối lượng công việc. Tuy nhiên, hiện tâm lý của một số hộ dân trong diện phải di dời lại không muốn về nơi ở mới. Những tảng đá nằm im trong mùa khô, nhưng vào mùa mưa lại trở thành những cái bẫy chật chờ và có thể lăn xuống khu dân cư bất cứ lúc nào. Người dân địa phương gọi đây là khu vực núi Đá Lăn. Ở đây thì nó hạn quá, còn mưa thì nó mưa xối xả, nó gây sạt lở nguy hiểm cho bà con. Thì trước cái tình hình đó là xã, huyện cũng như tỉnh cũng đề xuất lên trung ương để mà thành lập cái dự án của Đá Lăn ra nơi ở mới để bà con yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế. Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, hơn 110 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi sạt lở khu vực núi Đá Lăn sẽ được chuyển về khu tái định cư rộng hơn 5,7 hectare, cách nơi ở cũ hơn 1 km. Những ngày này, cán bộ mặt trận ở huyện Thuận Bắc và xã Phước Kháng đã đến từng hộ để vận động bà con về nơi ở mới. Qua công tác vận động, đến nay đã có 55 hộ cam kết về nơi ở mới. Còn lại 50% số hộ vẫn chưa thống nhất chủ trương di dời bởi nhiều lý do. Ở chỗ đây ổn định rồi, mà đi qua kia lại thì nắng quá. Đâu có trồng cây gì được màu lớn đâu, hay lâu chút. Người ta kêu đi thì mình đi. Cái khó khăn thì bà con ở đây thì cũng ở lâu rồi. Phát triển cây trồng rồi chăn nuôi rồi ở cũng lâu rồi, cũng không muốn di dời đi nơi ở khác. Tại vì đi nơi ở khác thì bắt đầu lại từ đầu, cho nên là cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động. Vừa rồi ấy, thì cũng đã họp dân, thì một số dân á, đồng ý là tự cắt cái nhà, và một số người dân á, là cũng mong muốn nhà nước cắt cho cái nhà. Sạt lở Đá Lăn nếu xảy ra thiệt hại không thể lường trước được, và dự án di dân tái định cư vùng sạt lở núi Đá Lăn được triển khai cũng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Do vậy, người dân khu vực núi Đá Lăn cần ý thức sự nguy hiểm để rồi khẩn trương về nơi ở mới, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Chuyển sang phản ánh thông tin đáng chú ý khác. Năm nay thời tiết tuy không thuận lợi, năng suất sầu riêng tại một số nơi có giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng nhờ tập trung đầu tư về kỹ thuật, nâng cao chất lượng vườn cây, đồng thời việc tiêu thụ gặp nhiều thuận lợi do nhu cầu thị trường tăng cao, nên nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phấn khởi bước vào vụ thu hoạch năm 2024. Hiện nay không khí thu hoạch tại các nhà vườn đã bắt đầu nhộn nhịp, hứa hẹn mang lại niềm vui lớn cho bà con nông dân. Ghi nhận tại huyện Chư Prong. Có 1,5 hectare sầu riêng giống Mon Thon và Duna. Năm nay gia đình anh Châu Văn Hận ở thôn Cát Tân, xã Gia Bang, huyện Chư Prong dự kiến thu hoạch khoảng 35 tấn. Với giá thu mua đầu mùa khoảng 80.000 đồng một kg, gia đình anh đang hy vọng sẽ thu về khoảng 2,8 tỷ đồng. Bây giờ thương lái là mấy cái công ty đóng ở trên địa bàn Chư Xê, Gia Lai là nó cũng đang vào đây là nó ký kết nó thu mua với mình. Bây giờ là vườn của mình là cũng chưa tới cái thời điểm mà mình bán này, mình cũng chưa chốt. Này cũng phải tầm 20 ngày đến 1 tháng nữa mình mới quyết định bán, chừng đó mình mới ký kết với người ta được. Huyện Chư Prong hiện có khoảng 1.200 hectare sầu riêng, năng suất trung bình đạt khoảng 14,8 tấn mỗi hectare, sản lượng hơn 10.500 tấn mỗi năm. Trong đó có khoảng 160 hectare đã được cấp mã số vùng trồng. Năm nay, với sự tham gia thu mua trực tiếp của các đơn vị xuất khẩu, việc tiêu thụ sầu riêng của bà con đang gặp nhiều thuận lợi. Nhập khẩu qua Trung Quốc cho bà con có giá ổn định và luôn thu nhập cao. Năm nay khả năng mà theo như công ty phát triển như này thì có thể là số lượng nên chắc phải nhiều ngàn tấn. Hiện thông tin sầu riêng của Thái Lan bị mất mùa, Trung Quốc lại gia tăng nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam, đang giúp người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai lạc quan hơn. Nếu việc tiêu thụ tiếp tục thuận lợi, nhiều hộ trồng sầu riêng sẽ thu về tiền tỷ.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ bò giống cho người nghèo, cận nghèo thời gian qua đã giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn thoát nghèo bền vững. Tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, mô hình tổ nuôi bò tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tổ nuôi bò tập trung của thị trấn Ea Súp có 10 hộ với 16 con bò giống sinh sản được nhà nước hỗ trợ. Để việc nuôi bò đạt hiệu quả, tổ đã giao công việc cụ thể cho từng hộ, luân phiên cắt cử người chăn thả và kiểm tra mỗi ngày. Nhờ đó đàn bò phát triển và sinh sản tốt. Mà khi mà làm cái dự án này, cái chương trình này này, các nhóm thì xác định là làm cùng, ăn cùng và mọi thứ đều là chung hết, xác định là của chung, nên là tất cả là đồng lòng là phải làm chung. Thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo, thị trấn Ea Súp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bình chọn ra những hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ. Tổ nuôi bò tập trung nhằm phát huy tính cộng đồng, các hộ sẽ luân phiên chăn thả chăm sóc. Ủy ban dân thị trấn cũng như là ở các cấp chính quyền địa phương trên huyện đã sẽ tiếp tục hướng theo thực hiện theo hình thức chăn nuôi tập trung và sẽ tìm những cái nguồn hỗ trợ hợp lý để mà cho bà con hộ nghèo trong buôn để cải thiện hơn nữa trong quá trình thực hiện chăn nuôi nhóm. Dự án hỗ trợ nuôi bò tại huyện Ea Súp được triển khai từ năm 2022 với 4 mô hình trị giá 1 tỷ 320 triệu đồng. Năm 2023, huyện tiếp tục triển khai 11 dự án ở 8 xã với số tiền 5 tỷ 150 triệu đồng. Từ hiệu quả đạt được, huyện Ea Súp sẽ tiếp tục triển khai các tổ nuôi bò tập trung trong thời gian tới. Kênh Chà Là, đoạn chảy qua phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vừa được cải tạo đồng bộ. Đoạn kênh được bê tông hóa, tuyến đường hai bên cũng được đổ bê tông và trồng cây xanh, giúp diện mạo đô thị thêm xanh sạch đẹp. Thế nhưng từ khi đưa vào sử dụng, tuyến kênh này không như kỳ vọng. Nguyên nhân là người dân xả rác bừa bãi xuống lòng kênh gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan đô thị. Ông Trần Thanh Hải, người được Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm thuê vớt rác trên kênh Chà Là, ngán ngẩm với ý thức của người dân. Mỗi buổi sáng, rác trên tuyến kênh được ông Hải vớt, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hôm sau, con kênh lại đầy rác. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại từ đầu năm đến nay. Bà con ở đây cứ quét, bỏ bị, cứ liền xuống, rồi mình gặp, mình nói, có nhiều người biết mình vớt rác thì người ta không có gây, mà người không biết người ta gây. Người ta nói là không phải mương của mình, nó bỏ mương không bỏ nhà mình. Động vật chết đồ là nó quăng xuống mương toàn bộ hết. Heo rồi dê cừu nó chết là nó quăng xuống mương hết. Theo lãnh đạo trạm thủy nông thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đơn vị quản lý tuyến kênh này cho biết, rác trên kênh Chà Là do người dân xả xuống, nhất là các quán ăn vỉa hè dọc kênh. Tuy nhiên, đơn vị không có chức năng xử phạt mà chỉ tuyên truyền, nhắc nhở, nên tình trạng xả rác xuống kênh không giảm mà còn tăng lên. Lượng rác càng ngày càng tăng thì dẫn đến cái lượng cái lòng kênh nó bị hạn chế trong cái vấn đề thứ nhất là về mưa lũ không đảm bảo tiêu thoát cho nó kịp thời. Cái hai nữa là gây ra cái ô nhiễm nguồn nước. Tuyến kênh Chà Là chảy qua 4 phường Phước Mỹ, Phú Hà, Đài Sơn và Mỹ Bình thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Và tình trạng xả rác xuống kênh diễn ra dọc cả tuyến kênh. Phường Mỹ Bình nằm ở cuối kênh nên lượng rác dồn về đây gây ô nhiễm cho cả tuyến kênh và hồ điều hòa. Phối hợp với các phường là có cái thu gom từng cái điểm, từng phường. Cái thứ hai nữa là vận động một số hộ dân cái quen cái kênh là không có được vứt rác xuống cái kênh để cho nó đảm bảo cái mỹ quan đô thị cũng như nó khỏi bị ảnh hưởng cái môi trường chung. Phạt hành chính đối với các hộ mà không chấp hành về cái vận động là không được vứt rác xuống cái hộ mà còn vứt rác bừa bãi xuống cái kênh. Không ngăn chặn được tình trạng xả rác xuống kênh nên Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình phải thuê người túc trực vớt rác. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không có cơ chế phối hợp liên phường để xử lý tình trạng đổ rác xuống kênh thì tuyến kênh này không những không sạch, không đẹp mà ngày càng ô nhiễm. Quý vị, các bạn vừa theo dõi bản tin Ninh Thuận ngày mới. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao từ 1 đến 2,5 mét, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin chuyển đổi số. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương, đơn vị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số trước ngày 10 tháng 6 năm 2024, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất hiệu quả, ưu tiên các nguồn lực bảo đảm hoàn thành các mục tiêu về chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ các địa phương xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn đã có điện lưới quốc gia hoàn thành trước tháng 12 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành công văn số 2463 về chuyển đổi số sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sang VNEID từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Công dân sẽ đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNEID. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành kết nối, tích hợp đăng nhập một lần SSO với tài khoản định danh điện tử của tỉnh, đảm bảo chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh sang VNEID trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Bắt nhịp với xu thế này, phụ nữ Ninh Thuận đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Hiện nay, nhiều phụ nữ đã chủ động tham gia sàn thương mại điện tử, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận tại huyện Ninh Phước. Câu lạc bộ gốm Bầu Trúc ở khu phố Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước được thành lập vào cuối năm 2023 với 29 phụ nữ tham gia. Bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, câu lạc bộ đã lập fanpage, nhóm chat Zalo để hỗ trợ nhau, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường. Do đó, việc tiêu thụ sản phẩm khá thuận lợi. Hiện 80% sản phẩm của câu lạc bộ được giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội và kênh bán hàng trực tuyến. Từ ngày các chị em biết sử dụng các trang mạng và chị em đã biết tạo ra lập Facebook để bán hàng trên page riêng của mình. Và nhờ đó mà sản phẩm gốm được bán ra nhiều hơn và được nhiều du khách ở trong nước cũng như ngoài nước đã tìm hiểu và đặt hàng. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Châu Trế hiện có 20 hectare sản xuất mang tây xanh, sản lượng từ 5 tạ đến 1 tấn trên một ngày. Để tiêu thụ số lượng lớn mang tây xanh, ngoài bán sản phẩm tươi, hợp tác xã đã chế biến các sản phẩm như trà mang tây, nước ép mang tây và đăng bán qua các kênh Zalo, Facebook, TikTok. Nhờ cách làm đó đã mang lại doanh thu mỗi năm hơn 3 tỷ đồng. Thấy cần mang tây là alo của Châu Rê, từ Châu Rê là giới thiệu rộng rãi trên Facebook, rồi trên Zalo, rồi trên TikTok. Thấy cần từ Blog và cô làm Châu Rê sẽ cung ứng sản phẩm đầy đủ, đúng thời gian. Để tạo điều kiện cho phụ nữ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước phối hợp với ngành chức năng và địa phương tổ chức các lớp đào tạo tập huấn kiến thức về công nghệ số cho hàng trăm phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh. Qua đó giúp chị em nâng cao kiến thức, tiếp cận công nghệ, góp phần quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong dịch vụ sản xuất kinh doanh thì chị em lấy sử dụng cái mạng TikTok, nó cái ứng dụng TikTok thì chị em tải những cái hoạt động hàng ngày của sinh hoạt các dịch vụ sản phẩm lên cái nhóm cái ứng dụng TikTok, thì thực ra là cái này rất là nhanh và chị em nắm thông tin, thậm chí trong và ngoài tỉnh đều biết đến cái sản phẩm. Lựa chọn bán hàng trên sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội không bị giới hạn về khoảng cách địa lý và có thể tiếp cận đa dạng khách hàng trong tỉnh, trong nước, thậm chí cả nước ngoài. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến đã giúp nhiều phụ nữ Ninh Thuận phát triển sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp thành công. Vừa rồi là bản tin chuyển đổi số, tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay. Biên tập viên Hoàng Phát sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung có trong một điểm báo sáng nay. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hằng.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu một điểm báo sáng nay là bài viết đăng tải trên tờ VN Express với nhan đề Việt Nam vượt Philippines dẫn đầu về xuất khẩu chuối sang Trung Quốc. Theo thống kê, 4 tháng đầu năm, Việt Nam vượt Philippines thành nước đứng đầu về xuất khẩu chuối sang Trung Quốc với khối lượng gần 355.000 tấn, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên chuối Việt Nam xuất vào Trung Quốc vượt Philippines, quốc gia đứng thứ hai về diện tích trồng chuối trên thế giới sau Ecuador. Bước tiến lớn này đã giúp quả chuối của Việt Nam có sự chuyển mình vượt bậc. Mì ăn liền Việt Nam không còn bị kiểm soát an toàn thực phẩm tại EU, thông tin được đăng tải trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam. Bài báo cho hay, Ủy ban châu Âu EC đã đăng công báo quy định số 2024/1662 về rà soát áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra bổ sung, biện pháp khẩn cấp quản lý nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm từ các nước thứ ba vào EU. Theo đó, đưa mì ăn liền của Việt Nam ra khỏi diện kiểm soát an toàn thực phẩm tại EU vì đáp ứng các quy định của EU. Quy định này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 7 năm 2024. Việc EU điều chỉnh quy định kiểm tra đối với các sản phẩm nông sản của Việt Nam là tín hiệu tích cực cho thấy sự tin tưởng của EU vào chất lượng và an toàn thực phẩm của Việt Nam. Theo thông tin đăng tải trên tờ Đấu Thầu, sẽ tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành quyết định số 484 về tổ chức tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025. Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3 năm 2026. Tổng điều tra sẽ tiến hành thu thập thông tin về cư dân nông thôn gồm khả năng huy động vốn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn. Mua bán trên thị trường thương mại điện tử, thuận tiện lắm, rủi ro nhiều là nhan đề bài viết trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam. Bài báo cho hay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới với mức tăng 35% mỗi năm. Hiện nay tại Việt Nam có gần 44 triệu lượt người tham gia mua sắm trực tuyến. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thương mại điện tử mang lại vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn trong quá trình mua sắm, người tiêu dùng nên lựa chọn các cửa hàng trực tuyến chính hãng. Nếu mua sắm trên website, cần phải kiểm tra xem website đã được đăng ký với Bộ Công Thương chưa. Khi mua sắm, người tiêu dùng cần nắm rõ về chính sách thanh toán, giao hàng, đổi trả hàng hóa và các khiếu nại liên quan. Xác thực khuôn mặt, chặn mất tiền khủng. Bài viết đáng chú ý trên tờ Tuổi Trẻ cũng sẽ khép lại một điểm báo sáng nay. Theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7, người dùng khách hàng sẽ phải thêm bước xác thực khuôn mặt khi đăng nhập lần đầu vào ứng dụng ngân hàng số trên thiết bị mới và khi thực hiện giao dịch trực tuyến có giá trị trên 10 triệu đồng trên một lần hoặc tổng giá trị giao dịch cộng dồn trong ngày trên 20 triệu đồng. Các chuyên gia nhận định, với việc áp dụng quyết định 2345, hệ thống sẽ so khớp với khuôn mặt trên căn cước công dân với khuôn mặt của người thực hiện giao dịch, nhờ đó khách hàng sẽ tránh được bị lừa đảo. Tuy vậy, với các chiêu thức thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp và biến đổi liên tục, người dân phải luôn đề cao cảnh giác, chú ý cập nhật các thông tin cảnh báo, hướng dẫn giao dịch an toàn mà các ngân hàng thường xuyên gửi đến. Thông tin vừa rồi đã khép lại một điểm báo. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận và chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Khánh Hằng. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Chúng một điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tham quan trải nghiệm làng gốm Bầu Trúc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần làm việc nhiều niềm vui. Khánh Hằng và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày 14 tháng 6 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi ở vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam, mây thay đổi, chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2,5 m, biển động.